Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Hun Sen đòi cách chức tướng quân đội Việt Nam vì dám phát biểu bậy bạ. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen vừa phản bác tuyên bố của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam về sự lây lan của đại dịch COVID-19 giữa hai nước với yêu cầu vị tướng này phải đưa ra lời xin lỗi, theo truyền thông của Campuchia chia sẻ. Ông Hun Sen vừa đưa ra lời phản bác được xem là mạnh mẽ tại một buổi lễ khánh thành đưa quốc lộ 11 vào sử dụng ở nước này. Theo bản tin của hãng thông tấn Campuchia AKP được Khmer Times đăng tải hôm 6 tháng 12. Người đứng đầu chính phủ Campuchia, nước có đường biên giới dài khoảng 1.200 km với Việt Nam, nói rằng COVID-19 lan từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mekong là không đúng sự thật, mà là ngược lại. Ông nói, tôi muốn gửi thông điệp tới phía Việt Nam và đây là sự sỉ nhục mà tôi không thể chấp nhận. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Và rằng những nhận xét của vị tướng này rằng đại dịch COVID-19 tràn từ Campuchia sang Việt Nam là không thể chấp nhận. Ông Hun Sen tiếp lời và chia sẻ thêm, đó là sự sỉ nhục đối với Campuchia, điều đã thúc đẩy tôi trong việc bắt đầu chương trình tiêm chủng đến nay đã đạt mức phủ vaccine 88% toàn bộ dân. Theo tờ báo Khmer Times, ông Hun Sen cho biết nhận xét của tướng Hoàng Xuân Chiến được đưa ra vào ngày 10 tháng 3 năm ngoái và ông đã yêu cầu chính phủ Việt Nam giáng chức ông này, nhưng thay vào đó ông Chiến lại được thăng chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Hun Sen nói thêm rằng các nhận xét của tướng Xuân Chiến đã được báo chí Việt Nam đưa tin. Một bản tin cũ cho hay vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh có hội nghị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến đường biên giới Việt Nam Campuchia. Ông Hoàng Xuân Chiến khi đó là trung tướng và tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Ông Hun Sen cho rằng lẽ ra tướng Xuân Chiến không đưa ra những nhận xét vô căn cứ vì Campuchia có tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc rất cao. Ông nói, tôi nói về tướng Xuân Chiến, phải chăng đại dịch COVID-19 đã lan từ Campuchia sang Việt Nam như lũ sông Mekong, như lời nhận xét của tướng Xuân Chiến? Ông Hun Sen cũng cho biết, ông đã yêu cầu chính phủ Việt Nam giáng chức tướng Xuân Chiến vì nhận xét vô căn cứ như ông Chiến đã được thăng hàm hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hoàn toàn trái ngược với những gì ông Hun Sen muốn. Và bây giờ, ông ấy phải xin lỗi người dân Campuchia, ông Hun Sen nói thêm. Đây là hình ảnh Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bên trái và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Campuchia là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ là nguồn lây bệnh cho Việt Nam, Thái Lan hay Lào. Ông Hun Sen khẳng định chắc nịch, đồng thời lưu ý rằng ông đang giải quyết vấn đề với cá nhân ông Chiến, chứ không phải với chính phủ hay người dân Việt Nam. Tờ báo The Phnom Penh Post cũng đưa tin vào ngày 6 tháng 12 nói về sự giận dữ của ông Hun Sen về việc này. Ông Hoàng Xuân Chiến là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng vào hồi tháng 7 năm 2020. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Đại tướng Hoa Kỳ về phản bác cũng như yêu cầu xin lỗi của Thủ tướng Campuchia đối với vị tư lệnh của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hun Sen, người được Hà Nội giúp lên nắm quyền sau khi đánh bại Khmer Đỏ vào năm 1979, nói rằng phản bác của ông đối với tuyên bố của vị tư lệnh Việt Nam không phải nhằm chia rẽ Campuchia và Việt Nam, hay để phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước, theo tờ báo Khmer Times chia sẻ. Và Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định phản ứng của ông không phải là để chỉ trích toàn thể nhân dân, nhà nước hay Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ nhắm vào vị tướng tư lệnh nói trên. Ông nói nếu cá nhân đó sửa những gì mà ông cho là sai trong quá khứ thì sẽ làm cho ông vui trở lại. Đây là hình ảnh Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu trong hội nghị vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Nội dung tướng Chiến phát biểu đã khiến cho Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảm thấy mích lòng. Đến nay, ông Chiến lại được thăng chức lên Thượng tướng là một điều rất trớ trêu và càng làm cho ông Hun Sen tức tối. Bình luận thêm về vấn đề trên, chuyên gia nghiên cứu về Campuchia, ông Thanh Quật Vở,
cho đài tiếng nói EFA tại Mỹ biết qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp quan điểm của ông như sau. Tôi nghĩ rằng Hun Sen đang cố gắng chứng tỏ rằng ông ta có khả năng kháng cự lại nhà nước Việt Nam. Ông ta có lẽ đã chờ đợi thời cơ phù hợp để thực hiện điều này, bởi phát ngôn của vị tướng bên phía Việt Nam đã xảy ra cách đây hơn một năm rồi. Hun Sen luôn muốn phản bác lại những chỉ trích từ phe đối lập rằng ông ta là con rối của Việt Nam, nhưng đồng thời lại không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế và chính trị với Việt Nam. Cho nên có lẽ việc nhắm đến một vị tướng quân đội là một cách an toàn. Campuchia vốn là đồng minh thân cận của Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nước này đã tỏ ra xích lại gần hơn với Trung Quốc sau khi nhận được sự đầu tư và viện trợ khổng lồ. Gần đây là viện trợ vaccine COVID-19, xây nhà máy sản xuất thuốc vaccine ngay tại quốc gia láng giềng với Việt Nam. Toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam, Campuchia dài trên 1.240 km qua 10 tỉnh từ Kon Tum đến Kiên Giang với 10 cửa khẩu quốc tế, hàng chục cửa khẩu phụ và nhiều lối mở. Gần đây nhất là hồi tháng 5, theo Bộ Y tế, lực lượng chức năng Việt Nam đã tạm giữ 21 người nhập cảnh trái phép qua các tỉnh Đồng Tháp và An Giang trên tuyến đường biên giới với Campuchia. Đây là hình ảnh trong đêm ngày 25 tháng 7, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 10 thanh niên từ Campuchia đang tìm cách vượt biên lậu về Việt Nam. Quốc lộ 11 của Campuchia là dự án do công ty cầu đường Trung Quốc phát triển với ngân sách từ khoản vay ưu đãi của chính phủ Trung Quốc. Tân Hoa Xã đã tường thuật như vậy. Dự án hoàn thành trong vòng 30 tháng, sớm hơn 14 tháng so với kế hoạch. Theo sáng kiến vành đai và con đường, Trung Quốc đã giúp xây dựng nhiều cầu đường và các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng tại Campuchia và các nước đang phát triển khác. Trong lễ khai trương, ông Hun Sen đã nhiệt thành cảm ơn phía Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia trang thiết bị y tế và vaccine phòng chống COVID-19. Người Việt Nam ở nước ngoài phải vượt biên về nước qua ngã Campuchia, đó là một thực tế trong thời gian vừa qua. Được biết, nhiều công nhân Việt Nam hoặc thân nhân của họ đang ở nước ngoài, muốn về thăm người thân, du lịch, nhưng vì chi phí cho các chuyến đi thẳng quá đắt đỏ, nhiều người đã phải về qua đường Campuchia. Ngọc Minh, một người lao động ở Thái Lan, đã kể với đài tiếng nói BBC tiếng Việt vào hôm 23 tháng 11 rằng cô rất muốn về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán nhưng được báo giá vé trọn gói về máy bay, hành lý xách tay tại khách sạn cách ly luôn với tổng số tiền là 45 triệu đồng Việt Nam. Cô nói, tôi vẫn cần quay lại Thái Lan để làm việc nhưng tính tiền nhà vẫn phải trả ở Thái Lan, tiền máy bay, tiền xét nghiệm khi quay lại Thái Lan, phí tổng cộng có thể lên tới 80 triệu đồng Việt Nam. Đây là hình ảnh một chuyến bay thương mại trọn gói từ Anh về Việt Nam với giá một chiều lên tới 86 triệu đồng Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã công bố kế hoạch thực hiện 3 giai đoạn mở cửa lại đường bay quốc tế trong năm 2022, trong đó giai đoạn 1 từ tháng 11 đến tháng 12, sát với dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, Việt Nam vẫn áp dụng quy định cách ly 7 ngày đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 liều vaccine, 14 ngày đối với người chưa tiêm vaccine. Hành khách cũng cần có kết quả âm tính với xét nghiệm vaccine hoặc âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Và dư luận cho rằng giải cứu hay thương mại đều rất siêu đắt khi người Việt Nam từ nước ngoài về trong nước. Bên cạnh đó, các chuyến bay hồi hương lẫn thương mại từ các nước châu Âu, châu Á khá ít, nên chi phí chuyến này được người Việt ở nước ngoài mô tả là cao ngất ngược hay giá trên trời. Trong khi đó, sau ngày 15 tháng 11, Campuchia đón khách du lịch đã tiêm đủ 2 liều vaccine mà không phải bị cách ly 14 ngày. Nước này yêu cầu giấy chứng nhận vaccine, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID bằng PCR 72 giờ đồng hồ trước khi nhập cảnh và kết quả xét nghiệm nhanh âm tính tại cửa khẩu. Chính vì vậy, nhiều người đã mách nước cách về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán với giá cả phải chăng là đi qua đường Campuchia. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lập công ty ở Singapore, VinFast hô biến 355 hectare đất ưu đãi thành vốn của nước ngoài. Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Việt Nam ông Phạm Nhật Vượng vừa tái cơ cấu nội bộ với việc lập ra công ty con mới mang tên VinFast Singapore, nằm trung gian giữa tập đoàn mẹ và hãng xe hơi VinFast. Báo chí Việt Nam đưa tin vào hôm 5 tháng 12, dẫn lại thông tin từ lãnh đạo của Vingroup.
Quan sát động thái mới nhất của Vingroup, một số chuyên gia kinh tế và luật nhận định rằng việc đó giúp tập đoàn phần nào tránh được mức thuế cao và rủi ro tiềm tàng về pháp lý hoặc chính trị ở Việt Nam. Họ cũng cho rằng những ưu đãi mà chính quyền Việt Nam dành cho VinFast trở nên kém ý nghĩa khi hãng sẽ nộp thuế cho Singapore chứ không phải cho Việt Nam. Các báo Việt Nam cho biết Hội đồng Quản trị của tập đoàn Vingroup đã phê duyệt các chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn trong hãng xe VinFast cho một công ty có tên đầy đủ là VinFast Trading Investment, gọi tắt là VinFast Singapore. Đây là một công ty con mới của VinFast, Vingroup có trụ sở chính tại Singapore. Đây là hình ảnh bằng cách lập công ty ở Singapore và chuyển nhượng vốn góp, VinFast nhận 355 hectare đất với giá gần như cho không vì ưu đãi, nay bỗng nhiên trở thành sở hữu Singapore, rồi từ đó tiếp tục chuyển nhượng đi khắp thế giới. Với bước đi này, Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore. Từ đó, các cổ đông vẫn sẽ gián tiếp sở hữu 99,9% vốn của VinFast. Trong đó, riêng Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích hơn 51% trong VinFast như hiện nay. Việc này là bước đầu để chuẩn bị cho kế hoạch của tập đoàn về phát triển và phát hành cổ phiếu VinFast lần đầu ra công chúng gọi là IPO ở Mỹ trong năm 2022. Các báo chí tại Việt Nam tường thuật như vậy. Trang Cà Phê F vào hôm 5 tháng 12 có hỏi bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, vì sao tập đoàn phải đi đường vòng mà không trực tiếp IPO VinFast Việt Nam, và được trả lời rằng việc niêm yết ở các công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ, chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan. Nữ phó chủ tịch của Vingroup nhấn mạnh thêm rằng, để có thể niêm yết tại Mỹ, VinFast bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết qua VinFast Singapore, vì Singapore là nước đã có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng đây là chiến thuật để nâng cao uy tín của hãng xe Việt Nam, hiện vẫn chưa có tiếng tăm gì trên trường thế giới. Ông Hiếu phân tích rằng các công ty ở Việt Nam không thể có xếp hạng tín nhiệm của riêng họ cao hơn mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Trong khi đó, các hãng quốc tế xác định mức xếp hạng của Việt Nam là trái phiếu rủi ro cao, tức là trái phiếu và chứng khoán của Việt Nam thuộc hạng không đáng để đầu tư. Ngược lại, Singapore là một trong những nước có vị trí hàng đầu ở châu Á về điểm tín nhiệm quốc gia. Vì vậy, khi VinFast Singapore làm IPO ở Mỹ, uy tín của công ty này có thể sẽ tốt hơn so với công ty ở Việt Nam. Ông Hiếu đã nói như vậy. Đây là hình ảnh quảng cáo rầm rộ xe ô tô ở Mỹ, thực chất là để VinFast bán cổ phiếu đã được chuyển hóa như một phép ảo thuật từ tài sản Việt Nam thành tài sản của nước khác. Trên mạng xã hội, một số người am hiểu về kinh tế và kinh doanh và luật quốc tế thì nhìn nhận vào một khía cạnh khác, cho rằng các ưu đãi mà nhà nước Việt Nam dành cho VinFast có nhà máy ở Hải Phòng nay thành ưu đãi cho công ty ở Singapore, chứ không phải cho Việt Nam nữa. Ông Nguyễn Sơn Hải, một doanh nhân Việt Nam đồng thời là chuyên gia về luật quốc tế, cũng chia sẻ quan điểm này. Viết trên trang cá nhân và đồng ý để Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tải, ông Hải chỉ ra rằng các khoản miễn giảm về thuế và tiền thuê đất hay hỗ trợ về hạ tầng, điện, nước, v.v. của Việt Nam dành cho VinFast sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận để hãng nộp thuế tại Singapore. Việt Nam chỉ nhận được từ VinFast tiền công nhân rẻ mạt như với Samsung, LG mà thôi. Ông Hải bình luận như vậy. Một doanh nhân Việt Nam khác, ông Nguyễn Tấn Thành có hơn 29.000 người theo dõi trang Facebook, viết trên trang cá nhân rằng cấu trúc hiện nay Vingroup sẽ sở hữu VinFast Singapore, VinFast Singapore sở hữu VinFast. Điều này có nghĩa là tất cả ưu đãi của đất nước dành cho VinFast ở Hải Phòng, ở Hà Nội v.v. giờ thành ưu đãi cho công ty ở Singapore. Các ưu đãi này sau khi qua Singapore sẽ được quy thành tiền để bán qua cổ phiếu, sự hỗ trợ của cả đất nước thành tiền bỏ túi. Các công ty sản xuất xe hơi của Trung Quốc dễ dàng mua các cổ phiếu của công ty Singapore này để hướng các ưu đãi của đất nước dành cho VinFast, sau đó lấy hạ tầng đó lắp ráp xe Trung Quốc ở Việt Nam. Cũng chẳng thấy Quốc hội hay Chính phủ, Đảng Cộng sản lên tiếng về việc chuyển ưu đãi của đất nước này ra nước ngoài. Họ không thấy hay họ được đấm mõm rồi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Thành, là một doanh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh chuyên sản xuất thiết bị tự động với thương hiệu
Robota. Ưu đãi của đất nước dành cho VinFast là rất lớn. Một cái cầu vượt biển, một cái cảng khổng lồ và hàng vạn mét vuông nhà xưởng. Tất cả những cái đó giờ thành của công ty Singapore để bán thành tiền. Chiêu này trong nước nhiều người sai và nhiều người cũng đi tù. Cụ thể, công ty nhà nước ABC bán cổ phần trị giá 100 tỷ, trong khi tài sản công ty chỉ có 50 tỷ và đang thuê miếng đất vàng kim cương của nhà nước. Thoạt nhìn thấy bán thì lời 50 tỷ, nhưng trị giá miếng đất thuê đó là 1.000 tỷ. Và rồi bán xong họ lại chia nhau. Nguyên giản lãnh đạo Sài Gòn, Bình Dương hiện đã bị bắt vì tội này. Có nghĩa là cái trò này rất quen, tại sao không ai lên tiếng như vậy? Ông Nguyễn Tấn Thành cũng nêu thắc mắc như thế. Còn Facebook Tư Nguyên thì nhận định rằng chỉ có tụi dốt không hiểu chính trị và trò ma bãnh của tụi bất động sản Việt Nam mới nói ông VinFast. Trò này ngay từ đầu tôi đã biết tất cả các dự án của VinFast chỉ phục vụ 3 mục đích. Thứ nhất là để đẻ dự án, nhập tách doanh nghiệp để quay đầu vốn, vay, vay thêm, vay mới, trả cũ. Thứ hai là mở doanh nghiệp ô tô, lấy đất cảng Hải Phòng và Hà Tĩnh. Và cuối cùng là quảng cáo ô tô để bán cổ phiếu. Đây là hình ảnh vào hôm mùng 5 tháng 12 tại thành phố Vinh, một chiếc xe VinFast Lux A2.0 đang đậu bất ngờ bốc cháy, chỉ còn trơ khung mặc dù được 16 cảnh sát đến dập lửa. Trước đây cũng có nhiều lần bị tố cáo vì chất lượng bê bối như chảy dầu, gãy trục vân vân, nhưng VinFast không hề có lời giải thích thỏa đáng nào cho khách hàng và công luận. Facebook Thu Hà Lê thì nói: ông Vượn này nó làm trò xoay quanh như đèn cù thôi. Mục đích của nó là giờ G hô biến toàn bộ 335 hecta đất nhà nước cho không VinFast thành đất đô thị rồi lại chia lô bán. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của VinFast Singapore đã mua cho giá trị 335 hecta đất nhà máy sản xuất ô tô VinFast đó. Thằng tỷ phú đô la này toàn vẽ dự án làm trò để thâu tóm rồi xẻ ra bán thu lời. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia người Mỹ gốc Việt thì phân tích thêm về vấn đề này với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Nếu bây giờ VinFast thành lập ở Singapore rồi lại sở hữu tài sản của VinFast ở Hải Phòng, ở Việt Nam thì dĩ nhiên đây là một công ty nước ngoài. Trong trường hợp đó, VinFast trở về Việt Nam sản xuất kinh doanh ở Việt Nam thì họ được xem là một công ty FDI, tức là có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, chứ không phải là một công ty của Việt Nam nữa. Về sự được và mất giữa Việt Nam và Singapore khi Vingroup tái cấu trúc VinFast, doanh nhân kiêm chuyên gia luật Nguyễn Sơn Hải đưa ra dự báo rằng tập đoàn mẹ sẽ tìm cách để báo phần lớn lợi nhuận cho VinFast Singapore và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore. Phần chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ chỉ ở mức tượng trưng. Theo ông Hải, lý do mà mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore thấp hơn kết hợp với các yếu tố là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC yêu cầu rằng công ty IPO ở Mỹ phải có lợi nhuận và cổ đông chiến lược nước ngoài chỉ tham gia vào VinFast Singapore với đòi hỏi là phải có lợi nhuận và chia cổ tức ở Singapore để không phải chịu thuế thu nhập cá nhân thêm như ở Việt Nam. Đây là hình ảnh ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup giàu lên nhanh chóng nhờ kinh doanh những khu đất động sản béo bở ở Việt Nam. Vẫn ông Hải bình luận thêm về những hệ lụy từ thủ pháp kinh doanh của VinFast. Ông nói, nhân dân và chính quyền Hải Phòng đang kỳ vọng VinFast đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách thành phố sẽ trưng hửng. Bà con ba xã ở huyện Cát Hải đã vui vẻ nhường nhà đất tổ tiên ra đi, cho VinFast lấy hàng ngàn hecta đất làm nhà máy, và các quan chức đã ngày đêm ủng hộ VinFast để hãng đóng góp cho thành phố phát triển sẽ rất hụt hẫng với cú quay xe của VinFast. Đồng quan điểm với ông Hải, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng chính phủ Việt Nam cần phải xem xét lại ưu đãi về nhà xưởng, đất đai, thuế vân vân. Với việc VinFast Singapore nay sở hữu VinFast Việt Nam, các chế độ về thuế, phí, thuê đất vân vân phải chịu áp dụng tương tự như các hãng xe nước ngoài như Toyota hay Honda đang lắp ráp xe ở Việt Nam. Họ đưa ra ý kiến như vậy. Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu và những người am hiểu về kinh doanh và pháp lý còn lưu ý về một điều nữa có thể nằm trong toan tính của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đó là khi đặt công ty ở Singapore, hãng sẽ chịu rủi ro chính trị và pháp lý ít hơn so với ở Việt Nam. Ông Hiếu đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông nói thêm, chẳng hạn như có chuyện gì đó, chính phủ Việt Nam muốn tịch thu tài sản của VinFast,
thì trong trường hợp này VinFast có thể tránh được biện pháp của chính phủ hoặc tránh được những phán quyết của tòa án Việt Nam. Đây có thể nói là một sự bảo vệ cho tài sản của VinFast. Hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2017, lâu nay thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá trong nước, xoáy vào lòng tự hào dân tộc để thu hút sự ủng hộ của các khách hàng Việt Nam. Cũng theo quan sát của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, sau khi Vingroup tiến hành tái cấu trúc với việc lập ra VinFast Singapore, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ phải xem xét lại dự định mua xe của hãng cũng như sự ủng hộ dành cho hãng.